Có phải nhà lãnh đạo cứng rắn mới thực sự khiến nhân viên nỗ lực hơn? Đối với nhóm lãnh đạo thuộc tiếp này, cứng rắn có nghĩa là đầu óc cứng rắn. Họ đặt ra những mục tiêu rõ ràng, đầy thách thức gắn chúng với những kỳ vọng cụ thể về hiệu quả công việc. Họ thường xuyên thực hiện các hoạt động đánh giá hiệu quả công việc nghiêm khắc đối với nhân viên. Họ thưởng theo kết quả công việc, trong đó những phần thưởng cao nhất thuộc về những người có đóng góp hiệu quả nhất. Và mức độ thù lao tương xứng với từng cấp độ, người không làm gì sẽ không nhận được gì. Họ thẳng thắn chia sẻ cho nhân viên biết chất lượng công việc của từng người đang ở mức nào và tình hình của công ty ra sao. Hằng ngày, những vị sếp cứng rắn tích cực đều gia tăng thách thức thêm một chút đối với đội ngũ họ, đòi hỏi cao và kỳ vọng sẽ có được kết quả đúng như kỳ vọng.